Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta làm video TikTok các bạn nha. Mình sẽ lấy một cái video các bạn lấy một cái video mà các bạn muốn đi ha. Rồi các bạn chọn cái video mà mình thích, rồi các bạn sẽ dùng cái chương trình Viva Video để chúng ta chỉnh sửa cái video đó. Và đồng thời tất nhiên là nhạc MP3 bạn cũng sẽ chuẩn bị sẵn, có nghĩa là video và MP3 bạn đã có sẵn nha. Còn cái việc mà bạn muốn cắt cắt MP3 thì các bạn dùng cái phần mềm này. À đây, cắt MP3 thì các bạn dùng cái phần mềm này. Đây, các bạn mở trong cái phần cắt ha, cắt đây. Link bên dưới mô tả mình sẽ ghi cho các bạn hết luôn nha. Đây mình sẽ tìm cái file MP3. Mình đã lựa những cái phần mềm hay nhất rồi, các bạn cứ dùng giống cái phần mềm mình là được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái file mới tải về đâu rồi. Oh no. Cái file Ono đâu rồi? Đây, Ono đây các bạn nha. Cái bài mà chi tiết của nó luôn là nó tới 1 phút mấy rồi. Mình lấy cái đoạn này đi nha. Đoạn này ngắn ngắn thôi. Mình ví dụ cái đoạn này ngắn ngắn đi. Đâu rồi? Đây, ở đây là 1 phút 20 giây các bạn nha. Đấy, mình chọn cái này. Rồi mình cho nó chạy xíu nè. Các bạn sẽ thấy nó có cái hình trượt ở dưới này nha, hai cái hình trượt nha, hình trượt dưới và hình trượt trên. Các bạn chọn tới cái đoạn nào mà các bạn coi được, mình ví dụ đó, mở cái đó mà các bạn thấy cái đoạn này ok ha, các bạn đoạn này ok thì các bạn rồi đó, thì các bạn save save góc bên phải đây nè. Đấy, mình muốn tránh cái bản quyền gì, mình sợ bị đánh bản quyền nên thành ra mình phải nói lấn át cái tiếng nhạc các bạn nha. Rồi các bạn click vào đây save. Đó, chúng ta save với cái tên này thì các bạn chọn cái vị trí lưu, các bạn nhớ nha. Chọn thư mục nào thì các bạn nhớ nha, và đặt tên nào thì các bạn nhớ, để mất công các bạn quên rồi cái vị trí lưu quên luôn là hơi khó tìm các bạn nha. Mình đặt ở đây số 2 đi ha. Tại nãy mình có save file số 1 rồi. Rồi, sau khi nó hỏi save xong ở dưới đây nó có rồi bạn, có đường dẫn nó mới hiện đó. Các bạn có thể chụp màn hình lại hoặc là các bạn có thể tìm như mình cũng được. Rồi sau khi mà cắt được cái file MP3 như ý muốn rồi á thì các bạn tiến hành qua cái Viva video để chúng ta đặt âm thanh để mà còn bị đánh bản quyền. Rồi, quay lại để chỉnh sửa, quay lại trang chủ đi ha. Rồi quay lại trang chủ nè. Rồi các bạn mở một cái file lên. Đây, các bạn chọn vào cái phần ghép nha. Ghép ở đây đó là chúng ta có thể ghép nhiều video với nhau và ghép âm thanh với lại cái file video. Thì mình sẽ chọn vào ghép. Còn cái phần chỉnh sửa thì các bạn nghiên cứu thêm ha. Cái phần mục ở đây nó có 3 mục. Một là tất cả gồm ảnh và video, hai là chỉ video không, ba là hình ảnh không. Thì ở đây có 3 mục để các bạn chọn, thành ra là các bạn muốn chọn cái nào thì các bạn chọn cái phần đó. Mình sẽ chọn cái video thì tất nhiên là mình phải tìm cái video để mình ghép vào các bạn nha. Cái video hồi nãy mình cũng làm rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ làm lại một cái video khác, nhưng mà mình up nháp thôi, không cho upload, nhưng mà cái video làm xong mình sẽ up luôn. Rồi đâu rồi, cái video nó đâu mất tiêu rồi ta. Bây giờ không lẽ nó đè lên cái video cũ luôn ta. Để mình coi lại coi cái video cũ có không nè. Video cũ đâu ta? Video cũ đâu rồi ta? Đây đây, video video cũ đây các bạn nha. Đây nằm như đây là cái chiếc xe đây. Đây. Đây là video cũ. Xong các bạn chọn xong, các bạn có thể chọn hai ba cái này, phần này là ghép nữa, thành ra các bạn muốn chọn mấy video ghép với nhau cũng được tùy các bạn ha. Rồi, các bạn muốn bỏ thì bấm vô cái kéo nè, cái kéo ở đây nè, đó chúng ta bỏ. Đấy. Rồi chúng ta bỏ nha. Còn muốn hoàn thành thì các bạn bấm xong ha. Rồi mình bỏ cái video này, tại vì mình chỉ lấy có một cái video thôi, thành ra là mình sẽ bỏ cái video này đi. Đó, mình lấy một cái video này xong rồi các bạn chọn tiếp. Còn các bạn muốn ghép nhiều video thì tùy các bạn chọn nhiều video lại với nhau. Rồi cái phần này á nó hiện lên rồi, các bạn sẽ chọn như thế nào đây. Chúng ta nhìn sơ sơ coi cái phần này nó có cái gì đâu, không có gì khác không. Nếu mà chọn một video này không có gì khác thì các bạn bấm xong nha, làm xong rồi, làm xong vô cái phần này tiếp tục chúng ta sẽ chọn. Đây, cái phần này nó có chèn chữ, chèn hiệu ứng gì nè, các bạn nghiên cứu thêm nha. Chủ yếu là ở đây mình
làm sẵn cho những bạn mà chuyên làm TikTok mà nhanh lẹ thôi. Các bạn chọn phần nhạc ở đây nha. Đó, nhạc ở đây, click nhạc ở đây nè, đấy. Rồi các bạn click nhạc xong rồi các bạn chọn cái nhạc của mình để mà chèn vào ở phần này, nó có phần thêm nhạc này các bạn nha. Dưới cái video nó có thêm nhạc nè. Và cái âm thanh gốc á các bạn nên tắt đi. Để một lát đi mình tắt đi rồi cho các bạn phân biệt cho nó dễ. Rồi bây giờ nó hiện lên cái trình quản lý nhạc của cái thằng Viva video này, rất là nhiều nhạc nền có sẵn, các tất cả các thể loại rất là nhiều, các bạn nghiên cứu thêm ha, hoặc là chọn những cái bản nào các bạn thích. Ở đây á, là mình đã cắt nhạc rồi, thành ra là mình không cần phải chọn những cái đó nữa, mình tự làm theo ý mình, thành ra là nó sẽ dễ hơn, dễ theo ý mình hơn. Ở đây có thư viện nè, trên này trên cùng có cái thư viện, các bạn click vào đây để chúng ta chọn nhạc của chúng ta. Đây cái phần hồi nãy mình lấy đây, hồi nãy mình chọn là nó tạo ra được cái video, cái đây cái file nè, hey, cái file số 2 này các bạn nha. Đấy mình click vô đây thử coi. Rồi mình cái phần nhạc này á, nó gồm có 1 phút 07 giây này các bạn nha. Đấy các bạn muốn lấy thì các bạn bấm áp dụng ở đây ha, áp dụng. Đấy rồi các bạn cứ mở thử, các bạn cứ mở thử ở đây nha, coi coi nó có phát hay không. À các bạn chờ xíu để mình tăng âm lượng, hồi nãy tắt âm lượng nghe không rõ, mình mở nhỏ nhỏ thôi để tránh nó. Thì nó đã có nhạc rồi, cái trường hợp mà ví dụ cái thanh ở đây dưới này nè, thanh nhạc dưới này nó lùi đi, các bạn đè nó, đè chuột trái bằng kéo tới kéo lui được nha, đè giữ y màn hình luôn, đè giữ ngón tay trên màn hình không buông ngón tay ra thì các bạn kéo mới được nha. Rồi các bạn buông đâu thì nó sẽ nằm ở đó, và các bạn muốn kéo dài kéo ngắn thì tùy các bạn thôi. Đấy kéo cái phần đây có phần dấu 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 đứng nè, đó phần trắng này nè, phần trắng trước và phần trắng sau ha. Nếu mà các bạn video dài quá thì các bạn kéo tới kéo lui tùy các bạn. Do đó là cái nhạc chúng ta đã cắt bằng cái phần mềm kia rồi, thành ra nó rất là chuẩn, thành ra là không cần thiết phải dùng cái tính năng cắt trong này. Tính năng cắt trong này thì các bạn chỉ có thể di tới và di lui thôi, không có thể cắt cái phần đầu bỏ được, thành ra nó hơi khó cho các bạn. Thành ra là chúng ta lợi dụng cái tính năng cắt MP3 phần mềm riêng để chúng ta cắt ha. Đó khi mà chúng ta thấy ok rồi thì chúng ta save thôi các bạn nha. Đây mình phát sơ sơ, mình phát thử cho các bạn nghe nha. Đấy nó ok rồi ha. Rồi rồi tạm thời như vậy là ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta tắt bỏ cái âm thanh gốc đi. Ở đây là bật âm thanh gốc nè, chúng ta click vào xem. Đó, giờ tắt rồi. Vậy là cái âm thanh gốc mất luôn. Vậy thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh rất là rõ luôn từ cái âm thanh của MP3 và các bạn đã tải về. Rồi bây giờ chúng ta lưu thôi các bạn nha. Rồi chúng ta coi coi ở đây nó còn phần nào nữa nè. À, bấm trên này coi. À, ở đây nó có tăng nè các bạn nha. Nó có làm mờ nè, và nó có tốc độ, tăng tốc độ nữa, có phần tăng tốc độ rất là hay các bạn nha. Rồi chúng ta bấm mũi tên bên trái hồi nãy bên đây ha, sát góc bên trái có cái mũi tên để chúng ta trở về ban đầu. Xong rồi chúng ta bấm lưu các bạn nha. Đó chúng ta bấm lưu thì chúng ta sẽ có được một cái video mới. Đấy một video mới. Ở đây nó hỏi các bạn á, là muốn chọn cái định dạng xuất ra là định dạng nào. Các bạn lưu ý giúp mình cái video gốc của các bạn là định dạng nào thì các bạn chọn cái, quên, có định dạng sai, quên, xin lỗi các bạn, chọn độ phân giải nào thì các bạn xuất ra là phải y độ phân giải đó nha. Có nghĩa video gốc của các bạn thường quay video là full HD thì các bạn xuất ra là full HD, đừng có video HD thôi, HD là được rồi, tại vì TikTok nó cũng không có độ phân giải cao lắm đâu. Còn các bạn video, quay video độ phân giải cao hơn Full HD là siêu HD 2K nè, thì các bạn xuất cái độ phân giải nào ra, hoặc là 4K ha, tùy các bạn nha. Nhưng mà thường á, TikTok thì mình khuyên là video 720p là được rồi nha. Rồi mình sẽ xuất cái độ phân giải này, tại vì video gốc của mình là video Full HD, mình xuất ra 720p là cũng ok rồi các bạn nha. Rồi sau khi các bạn chọn xong rồi, cho nó xuất ra, rồi nó sẽ xoay cái thời gian, cái phần thời gian này mất nhiều hay ít là tùy theo cái dung lượng của cái video bạn là dài hay ngắn các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta qua TikTok để chúng ta up cái video nào lên thôi. Đó các bạn vào TikTok nè, đây cái này là TikTok của mình nha. Mình sẽ chọn cái mục dấu cộng ở dưới này. Đấy cái phần này thì đa phần các bạn biết rồi ha, đa phần các bạn biết rồi, cái này mình che lại.
À, mình che lại tại nó luôn luôn hiển thị camera trước. Đấy, cái video đầu tiên là mình đã quay rồi nè, mình đã làm xong rồi nè, mình sẽ up video đầu các bạn nha. Video 2 thì nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà tại vì đó mình làm nhanh, mình không có cắt đúng cái ý của mình nói là cái ấy. Mình ví dụ cho các bạn xem thôi, tại vì cái file cái MP3 nãy mình cắt á, nó cái này nó chuẩn hơn, ok hơn, nó đúng hơn, thành ra là mình sẽ chọn cái video này. Hồi nãy mình cắt nháp cái file MP3, thành ra nó không có đúng cái đoạn mình cần. Mình chỉ ví dụ nháp cho các bạn, đặng các bạn cắt cho vừa vừa ý các bạn thôi. Còn cái việc mà cái mình chọn cái video này là mình đã làm hoàn chỉnh rồi mình mới chọn các bạn nha. Rồi cái này á là mình sẽ ghi tab các bạn này. À, các bạn á, cái phần này rất là quan trọng. À, ví dụ các bạn muốn dùng cái hashtag á, các bạn nên dùng nó hơi chính xác hơn so với cái video gốc. Mình ví dụ đây, đây các bạn nhìn thấy nè, thấy chưa? Tai nạn không? Tai nạn cái video này á, cái hashtag này á, là nó là gồm 371 triệu phẩy 7 triệu view, có nghĩa là cái phần mục này á, cái nếu mà các bạn chọn hashtag này á, thì rất là nhiều người xem, nên chọn những cái hashtag nào mà nhiều nhiều cái lượt view nhất các bạn nha. Chọn cái hashtag này nhiều cái lượt view nhất thì ok, thì các bạn nên chọn. Đấy, rồi mình thêm thêm cái phần nữa là tai nạn giao thông luôn đi các bạn nha. Đấy, các bạn tìm nhiều cái từ khóa mà dưới cái hashtag này thì tất nhiên là cái video bạn nó sẽ lên đầu tiên ha. Nó rất là dễ tìm và nhiều người tìm đến, thì cái kênh của các bạn, TikTok của các bạn nhiều người biết hơn ha. Ừ. Thì nói chung là nó video của bạn nổi bật và nó thu hút được nhiều người, và nó cái hashtag này nó phải phải đúng với cái tiêu đề của cái video, cái tên video, thì bạn mới mới dễ thu hút được nhiều người xem nha. Rồi xong rồi các bạn đăng lên thôi, vậy thôi. Nói trong cái phần hashtag đó thì các bạn cũng có thể các bạn đưa cái video, đưa cái tên đó, đưa cái tên chú thích trong cái phần hashtag hồi nãy nha. Ví dụ các bạn ghi là tai nạn giao thông ở đâu đâu đó chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đây hồi nãy cái video này nè mình đăng là mới đây là 2.800 mấy lượt xem nè, các bạn thấy không? Mình chỉ chơi chơi TikTok mới có 3 ngày thôi là mình chịu khó mình follow các bạn nha, mình follow hết luôn. À, khi mà follow trong vòng 3 ngày là mình đã đạt lên được 1.000 mấy follow rồi. Còn cái phần like thích thì tùy theo cái video bạn mà ý nghĩa hay không, người ta like nhiều ít ha. Thì đó, mình sẽ chờ một xíu coi coi cái lượt xem như thế nào. Rồi cái hình ảnh này nó cũng quan trọng. Cái video đầu hình ảnh, ví dụ các bạn thấy không? Đó, video này nè. Thì nhiều người thắc mắc, ví dụ thắc mắc video bên trong có gì không biết á, nhưng mà nhìn sơ sơ vậy thì cũng khó cuốn hút được cái lượt xem. Nhưng mà nếu mà các bạn để một cái video mà cái hình trong video mà nó được như thế này, người ta nhìn vô người ta thấy cái chuyện gì đó nó giống như là tò mò đi, người ta sẽ dễ dễ tìm hiểu và dễ xem hơn các bạn ha. Thì đấy, mình chia sẻ đến đây thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn nhiều hơn trong cái việc chia sẻ cái video trên TikTok cũng như là trên YouTube hay là trên Facebook ha. Thì cái cách này các bạn có thể làm xong cái video rồi các bạn up lên bất kỳ nơi nào cũng được nha, không nhất thiết là phải là up lên TikTok các bạn nha. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.